3 triệu đồng một phân khúc rất khó để có thể tìm ra được những sản phẩm mà bao gồm đầy đủ những yếu tố như là về pin, hiệu năng cũng như là thương hiệu. Chính vì vậy nên là Samsung Galaxy A03 mới nổi lên như là một thế lực mới trong phân khúc nhờ việc vẫn đảm bảo được yếu tố thương hiệu, nhưng ngoài ra còn có thêm một sự cải tiến đột phá về camera so với người tiền nhiệm. Vậy thì cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video này nhé! Đầu tiên thì hãy hướng đến yếu tố mà chiếc điện thoại Samsung Galaxy A03 được đánh mạnh nhất, đó chính là camera. Và đây là lần đầu tiên mình thấy Samsung đầu tư mạnh vào một chiếc smartphone giá rẻ như vậy. Với cảm biến chính 48MP, Galaxy A03 được đánh giá là một trong những smartphone có cảm biến tốt nhất trong phân khúc. Trên trải nghiệm thực tế thì máy có thuật toán xử lý hình ảnh khá tốt. Màu sắc ảnh thực tế hơi nhạt màu, độ chi tiết khá, vừa đủ dùng để có thể sử dụng vào khâu hậu kỳ. Và trong phân khúc thì Galaxy A03 có thể cạnh tranh sòng phẳng mà không phải chịu bất kỳ một sự lép vế nào. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm một camera phụ ở phía sau để bổ sung thêm những tính năng vọc vạch. Tuy rằng những tính năng này thì mình đánh giá là chưa quá tốt bởi vì tính thực dụng của chúng không cao. Vậy thì hy vọng là trong những phiên bản cải tiến sau, chúng ta sẽ có được những trải nghiệm tốt hơn. Và tiếp đến sẽ là phần camera trước. Chúng ta sẽ có một camera selfie độ phân giải là 5MP. Về cơ bản thì máy xử lý và cho ra những bức ảnh khá đủ dùng. Độ chi tiết không quá cao và da người sẽ được làm khá mịn. Camera này thì mình đánh giá là vừa đủ dùng cho những nhu cầu về FaceTime, học online hay là selfie với những yêu cầu về chất lượng hình ảnh không quá cao. Và tiếp theo sẽ là màn hình. Với kích thước là 6,5 inch, mình thấy những trải nghiệm giải trí trên chiếc máy này khá ổn. Nhưng mà tuy vậy thì vẫn sẽ có một vài điểm trừ ở đây. Điển hình là tấm nền khi A03 sử dụng tấm nền TFT, máy vẫn gặp một vài những hạn chế như là về góc nhìn hay là phần viền màn hình của máy tương đối dày. Tuy vậy thì Samsung vẫn mang đến mức điều chỉnh độ sáng ở mức khá cao, vừa đủ dùng cho những tác vụ cơ bản hoặc là những bác xem công nghệ cần một chiếc máy phụ. Về độ phân giải thì hơi đáng tiếc đó là A03 chỉ dừng lại ở HD Plus mà thôi. Với góc nhìn hàng ngày, khá khó để chúng ta có thể cảm nhận được trường hợp màn hình này bị rỗ trừ khi chúng ta để ý rất kỹ. Và đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận đánh đổi trên một chiếc smartphone giá rẻ đến từ một thương hiệu nổi tiếng. Nhân tiện là đang đánh giá về chiếc màn hình rồi, thì chúng ta sẽ cùng quay ra mặt sau thì có thể thấy được đó chính là module camera của A03 rất là giống với những chiếc smartphone tới từ thương hiệu đối thủ của Samsung với mức giá dao động từ 13 đến 14 triệu đồng. Với hai camera được xếp dọc cùng với cụm đèn flash nằm trong module hình vuông, đây là một thiết kế lạ mà quen, thậm chí còn đảm bảo được về vẻ mỹ quan khi có được những nét riêng so với đối thủ của mình. Về cảm giác cầm nắm thì do chiếc điện thoại A03 được trang bị chất liệu là nhựa nguyên khối, Galaxy A03 đem đến cho mình một cảm giác cầm nắm khá nhẹ nhàng. Phần nhựa trên Galaxy A03 cũng được gia công khá tốt, khiến cho chúng ta khi cầm máy sẽ không cảm thấy trường hợp máy quá rẻ tiền, mặc dù là chúng chỉ nằm trong phân khúc tầm khoảng 3 triệu đồng mà thôi. Tổng kết về thiết kế thì Galaxy A03 là chiếc smartphone đã làm cho mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về smartphone của Samsung, khi mà mức độ hoàn thiện trên chiếc máy này tốt hơn rất nhiều so với người đàn anh là Galaxy A02 từng có. Như vậy là chúng ta đã đánh giá xong vẻ bên ngoài của chiếc máy này, giờ thì hãy cùng đi sâu vào bên trong. Máy được trang bị con chip Unisoc T606 kết hợp với 3GB RAM và máy được chạy trên giao diện là One UI của Samsung. Với những nhu cầu sử dụng hàng ngày, máy đáp ứng vừa đủ với mức cấu hình mình đánh giá là tương đối ổn cho tầm giá. Tuy vậy thì nếu như các bạn cần một chiếc máy để có thể chiến mọi loại game thì mình nghĩ là Galaxy A03 sẽ khó để có thể đáp ứng được nhu cầu này. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một chiếc smartphone trong phân khúc 3 triệu đồng. Việc đòi hỏi quá nhiều về mặt hiệu năng sẽ là hơi khắt khe đối với chiếc Galaxy A03. Còn với 3GB RAM thì những trải nghiệm trên giao diện phần mềm One UI của Samsung thì sẽ bớt nặng nề hơn phần nào, khi mà giao diện này của Samsung được đánh giá là một trong những giao diện có độ tùy biến rất sâu. Dù có những ưu điểm về camera hay là hiệu năng thì Galaxy A03 cũng vẫn không bị cắt giảm quá nhiều về pin khi được trang bị viên pin lên tới 5.000 mAh, tương đối lớn so với những đối thủ trong tầm giá. Với một bộ vi xử lý tiết kiệm điện năng thì Galaxy A03 có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng từ 1 đến 1,5 ngày tùy vào mức độ chúng ta sử dụng. Tuy vậy thì hơi đáng tiếc một chút khi mà Galaxy A03 chỉ được trang bị chuẩn sạc cơ bản, không phải sạc nhanh nên tốc độ sạc trên máy sẽ không quá ấn tượng. Chính vì vậy nên là mình khuyên anh em là nên sạc máy vào đêm hôm trước để sáng hôm sau có thể thoải mái sử dụng cho cả ngày. Để tổng kết chung thì với những người chuộng thương hiệu thì những chiếc smartphone Samsung 7 điểm vẫn có thể cạnh tranh một cách song phẳng với những chiếc smartphone từ 9 đến 10 điểm trong cùng phân khúc. Galaxy A03 cũng là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, khi nếu để so sánh thì máy không có quá nhiều yếu tố vượt trội. Nhưng nhờ có được một nền tảng thương hiệu tốt
thì đây thực sự là một yếu tố giúp cho Galaxy A03 thực sự trở thành một chiếc máy phù hợp với đại đa số người dùng cơ bản tại Việt Nam. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại một comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Nhớ like, subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!